Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại hội Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 10 thành công tốt đẹp. Lào Cai cơ bản hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cho đối tượng chính sách. Cần khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí qua hoạt động khai thác, sản xuất, vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ đề ra. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham mưu đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của các đề án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trung bình mỗi năm tiếp nhận trên 35.000 văn bản các loại, ban hành trên 16.000 văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đổi mới công tác thông tin truyền thông theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội về quyết tâm và nỗ lực của tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm. Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tập trung sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa 10, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 10 đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, đồng chí Hoàng Chí Hiền, Bí thư Đảng ủy khóa 9, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 10. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh gồm 6 đồng chí. Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết và chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện đề án số 07 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, chi bộ đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 88 học viên là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ quản lý chuyên môn trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp được 13 đảng viên mới. Các đồng chí đảng viên mới đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới, tăng cường sức mạnh cho Đảng. Chi bộ cũng thường xuyên gặp gỡ các doanh nghiệp, phát động các phong trào thi đua, tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân điển hình tiên tiến, cũng như các hoạt động hội thảo về sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Cùng với đó, chi bộ đã lãnh đạo hiệp hội thực hiện nhiệm vụ chính trị với vai trò nhiệm vụ là người đại diện giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. Chi bộ đã làm tốt công tác thông tin, trợ giúp doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư liên kết và đào tạo tập huấn kiến thức cho doanh nghiệp. Đại hội đã bầu chi ủy khóa 1 gồm 5 đồng chí, bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư chi bộ. Bầu 3 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Huy Long được tín nhiệm tiếp tục giữ chức bí thư chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Vừa qua tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, Tổng trạm Kiểm soát xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã trao tặng thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai Việt Nam. Trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 do Tổng trạm Kiểm soát nhập cảnh tỉnh Vân Nam trao tặng, bao gồm 23.000 chiếc khẩu trang y tế, 100 bộ quần áo bảo hộ, 25 chiếc máy đo thân nhiệt, 30 thùng thuốc khử trùng và các thiết bị bảo hộ khác như găng tay y tế, mắt kính phòng hộ, mũ, bao rẻ chống nước. Với quyết tâm không để bệnh dịch lây lan qua biên giới, trong thời gian qua, lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước đã tích cực phối hợp tuần tra phòng chống dịch bệnh,
tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới về sự nguy hiểm của dịch bệnh. Đến nay, Việt Nam, Trung Quốc đã cơ bản khống chế được dịch bệnh COVID-19, đem lại sự tin tưởng, bình yên cho nhân dân, nền kinh tế từng bước được khôi phục ổn định và phát triển. Phía Trung Quốc đã đánh giá rất cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, mong rằng trong thời gian tiếp theo, hai bên tiếp tục phối hợp tốt hơn trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thưa quý vị và các bạn, trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và chính xác, đến thời điểm này, Lào Cai đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng chính sách gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 29 tháng 4, tức là 5 ngày sau khi quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được ban hành. Nhiều địa phương của Lào Cai đã hoàn thiện các điều kiện về thủ tục, hồ sơ để có thể tiến hành thực hiện chi trả cho các đối tượng là người có công, thân nhân người có công. Đối tượng thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Chúng tôi là đối tượng người có công. Hôm nay là chúng tôi được Đảng và Nhà nước cũng như là các cái chính quyền địa phương cũng quan tâm đến hỗ trợ một phần nào để vượt qua những cái khó khăn trong cái lúc dịch nạn COVID-19. Và chúng tôi cũng xin luôn luôn đồng hành và chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước. Gia đình nhà tôi là những hộ nghèo rất là gặp khó khăn trong cái đợt COVID này, thiếu thốn đủ mọi đường. Chúng tôi rất là cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước quan tâm hỗ trợ chúng tôi tiền gạo, tiền mắm muối trong cái thời gian này. Tôi mong rằng Đảng, Chính phủ, Nhà nước quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn. Dù vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhưng hầu hết các địa phương đều chủ động triển khai hoạt động chi trả, đảm bảo nguồn hỗ trợ đến với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất, giúp các gia đình phần nào vơi bớt những khó khăn. Với tinh thần không bỏ ai lại phía sau, đến hết ngày 15 tháng 5, hầu hết đối tượng người có công, thân nhân người có công, đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh đều đã nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ. Không ít các đối tượng do tuổi cao sức yếu không đến được địa điểm chi trả cũng đã được các cán bộ thực hiện nhiệm vụ chi trả tại nhà. Phòng lao động là phân công cho cán bộ trực tiếp theo dõi các xã để công tác giám sát rồi là kiểm tra công tác cấp phát cho đối tượng, làm sao mà đảm bảo đúng tay đối tượng. Bên cạnh cái giám sát đấy thì là còn rà soát xem những đối tượng mà khi đại dịch xảy ra không có mặt tại địa phương hoặc là đã chết ở nước thì là có cái hướng mà cắt giảm kịp thời, làm sao mà không chi thừa cho đối tượng mà đảm bảo đúng đối tượng. Đến ngày mùng 10 thì cơ bản là các 100% các đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng người có công là đã chi trả hết 100%. Cùng với đảm bảo về tiến độ vấn đề công khai minh bạch chính sách đúng đối tượng, chống việc lợi dụng chính sách để trục lợi, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã chú trọng tham mưu cho tỉnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể và các địa phương trong quá trình thực hiện gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ. Phải có cái sự phối hợp ngay từ đầu, từ cái khâu rà soát lập danh sách cho đến cái quá trình tổ chức triển khai chi trả của Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị xã hội, các cái cấp Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân ở tại nơi các cái địa phương, chủ động của các cái cơ quan tham mưu cùng với lại cái tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời ở tại các cái huyện, thành phố thì tôi cũng tin tưởng và hy vọng rằng là Nghị quyết 42 thì sẽ thực hiện được đảm bảo các cái mục đích, cái yêu cầu cũng như là cái nguyên tắc đặt ra trong cái gói hỗ trợ này. Thời gian này, các ngành chức năng và các địa phương đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ dựa trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, đẩy nhanh tiến độ rà soát tham mưu cho tỉnh phê duyệt danh sách chi trả hỗ trợ cho các đối tượng còn lại. Những năm qua, hoạt động bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phụ nữ về sản xuất kinh doanh, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ
nhất là hội viên phụ nữ khu vực nông thôn đã được các cấp hội phụ nữ quan tâm thực hiện. Trong 10 năm, từ 2011 đến nay, đã có 6.550 chị em phụ nữ được hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thêu dệt thổ cẩm, kỹ thuật làm tương ớt, kỹ thuật bảo quản chế biến chè. Hội phụ nữ các cấp cũng đã phối hợp với các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm, tổ chức dạy nghề cho 1.174 hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, việc tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ trong thời gian nông nhàn, thông qua hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ phụ nữ làm kinh tế cũng được quan tâm. Tính đến nay, hội đã thành lập được 5 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, 8 tổ hợp tác, 53 mô hình liên kết sản xuất, 8 tổ nhóm cùng sở thích và 4 câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với 1.261 thành viên tham gia. Với sự chung tay của các cấp hội và sự chủ động phối hợp của các ban ngành trong công tác giảm nghèo đa chiều, từ năm 2011 đến nay đã có 1.285 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 2 năm thực hiện quy định số 28 của Tỉnh ủy Lào Cai, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Sapa đã trở thành việc làm thường xuyên, từ đó góp phần tăng cường kỷ luật, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới tầng lớp nhân dân. Ngay sau khi chỉ thị 05 được ban hành, Thị ủy Sapa đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân và thực hiện theo chuyên đề từng năm, đồng thời cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình kế hoạch hành động. Điển hình như phân công, giao trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ thị ủy, phụ trách cơ sở, ngành, lĩnh vực, lựa chọn một số đơn vị cấp thị xã và cấp xã làm điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay cách làm sáng tạo, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào cuộc sống. Có thể nói rằng là để mà triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị ở cơ sở thì công tác cán bộ là yếu tố quyết định. Gắn với việc mà triển khai thực hiện các chuyên đề về học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thì cái thái độ, phong cách cũng như là cái trách nhiệm của cán bộ công chức ở cơ sở cũng đã được nâng lên rất là nhiều. Sau 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện quy định 28 của Tỉnh ủy Lào Cai, cấp ủy các cấp đã thể hiện sự năng động sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện bằng những phương pháp mới, thiết thực hiệu quả. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra tham mưu cho thị ủy ban hành kế hoạch kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo Bác. Qua 4 năm, đã có 488 cá nhân, 180 tập thể, 214 người đứng đầu và 66 mô hình cách làm hay, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được công nhận vào sổ ghi danh của thị xã. Đề nghị tỉnh ủy công nhận ghi danh cho 20 tập thể, 20 cá nhân, 20 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình kế hoạch, đặc biệt là sau khi tổ chức đại hội đảng các cấp, và gắn vào các chương trình hành động, gắn vào cái việc triển khai thực hiện nghị quyết của các chi bộ dưới cơ sở, các chi đảng bộ trực thuộc để tổ chức quán triệt, rồi là học tập và triển khai một cách quyết liệt, một cách cụ thể đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong địa bàn toàn thị xã, cụ thể hóa các cái nội dung của chỉ thị 05 cũng như là quy định 28 của tỉnh ủy thành những cái kế hoạch hết sức là ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng và dễ nhớ, dễ làm và dễ thực hiện. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thị xã Sapa, thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động vào tình cảm của mỗi người dân, nhân thêm những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội. Quỹ Cộng đồng Phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Hà phối hợp tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình bể bơi cho trường trung học cơ sở xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà. Công trình bể bơi trường trung học cơ sở Bảo Nhai được thiết kế nhà vòm khung thép, quy mô trên 240 m², bể bơi bạt di động dựng sẵn, chiều cao mực nước từ 0,5 cho đến 1,6 m và các thiết bị kèm theo. Tổng mức đầu tư của dự án là trên 770 triệu đồng, trong đó phí xây lắp là 747 triệu đồng từ nguồn vốn tài trợ của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp giáo dục huyện. Công trình được khởi công từ ngày 30 tháng 11 năm 2019
và hoàn thành vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, đáp ứng cơ bản các yêu cầu theo thiết kế được phê duyệt. Bảo Nhai là xã khu vực trung tâm vùng Hạ huyện Bắc Hà, nơi có nhiều sông suối chảy qua. Việc được đầu tư xây dựng bể bơi tại trường trung học cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong công tác nâng cao năng lực phòng tránh đuối nước cho học sinh và hỗ trợ điều kiện dạy học bơi cho học sinh các trường học khu vực Hạ huyện. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm không khí là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 10 người thì có 9 người phải hít thở bầu không khí ô nhiễm gây nguy hại đến sức khỏe. Bên cạnh những nguyên nhân như khí thải giao thông, nhà máy công nghiệp và một số nguyên nhân tự nhiên khác, thì sự tùy tiện trong sản xuất và sinh hoạt của người dân cũng trực tiếp làm cho không khí bị ô nhiễm. Những hình ảnh như thế này không khó bắt gặp tại những mỏ khai thác đá ở xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng. Bụi đất, bụi đá phát tán cả vùng, nhưng các đơn vị khai thác không có bất cứ một giải pháp hiệu quả nào để kiểm soát được. Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển, bụi từ các phương tiện vận chuyển đá cũng khiến cho cuộc sống của người dân tại đây bị đảo lộn. Khai thác đá, cái công vận chuyển thứ nhất là hiện là cái xe pháo, là trong cái vấn đề vận chuyển là toàn xe đầu kéo, xe dài, xe nặng, thì nói chung thứ nhất ảnh hưởng đến cái đường xá, thứ hai là cái môi trường, bụi, nói chung là cái nền nhà các cái thì như trong cái đợt cuối năm thì đúng nền nhà cũng như đường bụi mù hết, cái ảnh hưởng rất nặng về cái môi trường. Tại xã Bản Cầm hiện có 4/7 mỏ đá đang hoạt động, một phần vì lợi nhuận, một phần vì cạnh tranh, nên các chủ mỏ dễ dàng để các phương tiện rời khỏi mỏ với những chuyến xe chở quá khối lượng, không che chắn cẩn thận. Trong khi đó, không một đơn vị nào chịu trách nhiệm tưới nước để hạn chế bụi phát tán ra môi trường. Vệ sinh môi trường đối với các cái mỏ đá thì mặc dù là các đơn vị thì trong quá trình khoan nổ là xay nghiền thì cũng đã áp dụng một số các cái biện pháp để hạn chế cái ảnh hưởng tới môi trường. Nên tuy nhiên là cái việc mà tiếng ồn thì cũng vẫn còn trong cái quá trình xay nghiền, cũng như là cái khói bụi cũng có phun nước nhưng cũng chưa triệt để được. Rồi là cái quá trình vận chuyển từ trong mỏ và lưu thông ra ngoài đường thì cũng có cái việc mà hiện tượng là đá vẫn rơi vãi trên dọc cái đường liên thôn cũng như là đường quốc lộ. Đối với công huyện chưa phát hiện những trường hợp khai thác vi phạm. Tuy nhiên là vượt diện tích vừa rồi là cơ quan kiểm lâm phối hợp với cơ quan tài nguyên môi trường cũng có kiểm tra điểm mỏ trên Bản Cầm. Vừa rồi là cũng cơ quan kiểm lâm cũng đang ra quyết định xử phạt mỏ đá toàn. Như cái này người ta khai thác vào cái diện tích đất rừng. Nghĩa ra cái diện tích đất rừng ấy, người ta phải làm tất cả những thủ tục phục hồi, phải được thu hồi rừng và thanh lý rừng, sau đó mới được khai thác. Nhưng mà cái trường hợp này là chưa cái lộ tiền, chưa thực hiện cái lộ rừng này. Ô nhiễm môi trường trong khai thác đá là vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Hầu hết các doanh nghiệp khi được hỏi đều thừa nhận rất khó để đảm bảo môi trường. Điều đó có nghĩa là hàng ngày, cuộc sống của người dân vùng lân cận mỏ, người tham gia giao thông đều phải hít thở từ khói bụi trong khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng gây ra. Rõ ràng thì trong cái khai thác khoáng sản thì bao giờ cũng gắn liền cái việc là cái công tác bảo vệ môi trường và đặc biệt là cái việc phục hồi môi trường sau khai thác. Thì cái việc này thì đúng là trong cái thời gian vừa qua thì mặc dù chúng tôi cũng đã có những cái sự chỉ đạo thường xuyên kiểm tra giám sát, nhưng cũng nghiêm túc nhìn nhận đánh giá thì cái việc phục hồi môi trường sau khai thác thì cũng còn có những hạn chế. Chính vì vậy mà chỉ sau những cái đợt thanh tra kiểm tra như vừa rồi đã thấy ra rằng cái việc mà phục hồi môi trường của một số tổ chức cá nhân cũng có vấn đề. Chính vì vậy mà chúng tôi đặt cái nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 là chính là cái công tác hậu kiểm, nhất là lĩnh vực trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực khoáng sản. Từ những vấn đề nêu trên cho thấy thực trạng ô nhiễm không khí đang diễn ra khá phổ biến, nhất là ở những khu khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng. Việc quan trắc, đánh giá kết quả ô nhiễm môi trường, tiêu chuẩn không khí tại những khu vực này là cần thiết nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác, tuân thủ, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở khai thác, sản xuất, vận chuyển vật liệu xây dựng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.